Xuất đây tiếng Anh này. Bạn cái này khi ông đang ăn rương clay clay. Chỉ phải sạc máy ở tiếng Anh này đáp hay hát ăn phải sạc máy tiếng Anh này. Này chỉ sập thứ tí mua tạm bớt tới sập rương clay clay. Đang cái này dùng pi sát này dùng pi menu. Hay chỉ phải sạc cái ở những anh word. So rin ăn so máy. Xuất đây tiếng Anh này. I am Dara. Nice to be back, and today I'm going to help you learning the learn reading the Khmer alphabet. Okay, this is a short text in Khmer, so I hope this will help you with the pronunciation as well as the practice the all the consonants. Okay, bye. Oh, bye. Romil đọc ai cái romil so some romil sai sai đó 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 a romil đong men ha na so vo đó đong vi đong vi sấy sấy mần mần rổ miên mần ai mần ai rổ miên ầm lắm đi miên 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 ai cái đồ miên tiếp 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 ai đồ miên anh ấy chế mình ai đồ miên kéo bấm 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 bong bong ai rồi miên phô 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 nó phồng cái phồng thùng 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 ai rồi miên rồi xăm 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 nà sò sò mẹ sò sò ấm 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 bò ấm bò ấm bò mân ăn rồi miên tình bóc tình bóc 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 là pi bò nó nói tình bóc thì nói là tình bóc tình bóc ăn rồi miên chay thầy thầy agromil romiet romiet mân ai romiel pepel pe na muoy pe na muoy jeung jeung nắng nơi nơi người nắng nắng ai cái đồ miên tư 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 hít hít
He's so sad. Hi, buddy. He's so sad. Dương Dương cho đồ mía đài 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 tên